Liên quan đến vụ việc 3 sản phụ bị tai biến, trong đó 2 người tử vong tại Đà Nẵng cách đây 1 tháng. Ngày hôm nay, Sở Y tế Đà Nẵng đã có kết luận nguyên nhân khiến cho sản phụ tử vong là do ngộ độc thuốc gây tê. Hội đồng chuyên môn đánh giá nguyên nhân chính gây tai biến là do ngộ độc thuốc tê bupivacaine. Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng có lỗi không kịp thời xử trí và cảnh báo về phản ứng có hại của thuốc sau khi xảy ra sự cố. Khi sản phụ thứ nhất tử vong vào tháng 10, Bệnh viện Phụ nữ đã không báo cáo ngay phản ứng có hại của thuốc tê trên hệ thống. Hồ sơ bệnh án không thể hiện rõ diễn biến lâm sàng cũng như y lệnh cụ thể trong quá trình cứu người bệnh. Ngày 17 tháng 11, khi sản phụ thứ hai có dấu hiệu tai biến tương tự, bệnh viện chưa tiên lượng tốt diễn tiến theo chiều hướng nặng hơn, dẫn đến việc cấp cứu và theo dõi hậu phẫu chậm trước khi chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Ca này, bệnh viện cũng không báo cáo kịp thời phản ứng có hại của thuốc trên hệ thống. Chủ tịch Hội đồng chuyên môn đề nghị Bệnh viện Phụ nữ rút kinh nghiệm, trong đó phải chú trọng khâu tiên lượng bệnh, báo cáo ngay các sự cố y khoa nghiêm trọng theo quy định của Bộ Y tế.